Đây, xin chào các anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em cái đôi càng y của con Daewoo Lâm Tạ. Càng y khách này từ Bảo Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đấy. Đã biết đến bên mình và đặt hàng bên mình. Đấy. Mọi thông tin thì anh em cứ liên hệ với số mình 0979951845. Website là otoducbinh.com nhé. Đấy. Hàng này. Nó có hai hàng, một hàng rẻ, một hàng loại tốt. Thì khách thích loại này, loại tốt. Thì tùy khách. Đấy, anh em thì cần gì cứ Zalo cho mình nhé. Mình sẽ báo đầy đủ các hàng. Hàng rẻ, hàng tốt, hàng xịn. Rồi, xin chào anh em.